Anh Sang bất lực vì bị gãy chân, nhưng hoàng thượng vẫn báo đời như cũ. Đang mưa hay đang báo rồi. Lên đây. Không lên được không? Đợi đi. Đấy, mèo không luôn bị báo các bạn ạ. Ôi giời ơi. Báo lại tới đây các bạn ạ. Yên lành trong nhà không muốn đâu. Nhỏ mèo này lại kiếm cách trèo từ trên lầu xuống, mắc kẹt không sao trèo lên được. Thế là gào mồm lên đòi Sang tới cứu. Lên đây. Không lên được không? Đợi đi. Thực sự phải nói là làm thân Sang khổ trăm bề. Cái chân bị thương còn đang bó bột, nhưng tụi này nó nào có tha. Vậy là phải cà nhắc thả thang máy chạy bằng cơm xuống cho nó. Đấy, mèo không luôn bị báo các bạn ạ. Ôi giời ơi. Lôi hoay một hồi thì mới kéo được con lợn này lên được, nặng muốn xỉu. Mọi người đừng vội khen nó thông minh với ngoan vì biết trèo vào sọt nha. Tại vì đây là lần báo thứ N rồi chứ không phải lần đầu. Thuần thục lắm, an toàn rồi thì làm mặt dễ thương, vô tội. Biết lỗi nhưng mà biết thừa là lần sau lại chứng nào tật ấy ngay. Hoàng thượng ạ, hãy cho anh Sang một ngày tịnh dưỡng cái chân được không? Báo ơn đâu chưa thấy, chỉ thấy báo đời là số 1 thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.